Cậu nói rất đúng, vị này là Khâm Sai đại nhân, họ Long, Long đại nhân. Ngô Ứng Kỳ tham kiến Khâm Sai đại nhân, cực cho đại nhân rồi. Nhị công tử quả nhiên phong thái như ngọc, đúng là một đấng anh tài. Dạ. Hổ phụ sinh hổ tử. Khâm Sai đại nhân quá khen. À, phải rồi nhị công tử, hoàng thượng đã đặc biệt sai ta hộ tống Lệ Tần xuất cung thăm thư đại nhân. Ngô Ứng Kỳ bái kiến Lệ Tần nương nương. Miễn lễ. Chuyện này không được phô trương, chỉ có chúng ta biết chuyện. Ừ, thì chức đã rõ. Tình hình của thư đại nhân hiện nay ra sao rồi? Đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Lệ Tần nương nương, đừng quá đau buồn. Không chừng lát nữa thư đại nhân gặp được nương nương, ông ấy sẽ tỉnh lại. Long đại nhân, ngài đưa Lệ Tần nương nương tới phủ thăm thư đại nhân. Đi chức dẫn theo thuộc hạ lục xét khắp trong ngoài dịch quán này coi sao, bố trí người canh phòng. Ừ, được, đi đi. Dạ. Hoàng thượng. Đừng cố gắng ngồi dậy, cứ nằm đi. Thưa ái khanh, không chỉ có Trẫm tới, khanh xem còn ai tới thăm khanh. Trời ơi, đây là con là Quyển Tâm. Quyển Tâm, sao nàng chẳng đeo khăn che? Thần thiếp vừa vui vừa lo cho nên quên mất. Con là Quyển Tâm. Thật sự là Quyển Tâm sao? Sao con lại tới đây? Thưa ái khanh, Trẫm biết là khanh chỉ có một cô con gái, vì vậy Trẫm cố tình đưa cô ấy tới thăm khanh. Trước khi xuất cung, Trẫm đã sắc phong thư Quyển Tâm là Lệ Tần, sống trong Vĩnh Hòa cung. Ta ơn hoàng thượng. Quyển Tâm, nếu đã được phong làm tần thì con đã là chủ tử của ta. Bắt đầu từ hôm nay, đừng tới thăm ta nữa. Con phải cố gắng hầu hạ hoàng thượng. Nè Quyển Tâm, nàng đã quên Trẫm nói gì với nàng sao? Đừng chỉ biết khóc lóc. Hoàng thượng, thần thiếp không chịu nổi. Thần thiếp không chịu nổi. Được rồi, nàng qua bên kia đi, để tâm trạng ổn định. Trẫm muốn nói vài câu với cha của nàng. Dạ. Thưa ái khanh, lần này Trẫm lặn lội đường xa tới đây, một là muốn xác nhận mấy chuyện khanh nói trong mật sớ, hai là đích thân điều tra chuyện hành thích. Rốt cuộc khanh bị ai hành thích? Tại sao chúng muốn hành thích khanh? Có phải là chúng biết khanh dâng sớ cho Trẫm, cho nên muốn diệt khẩu không? Không phải diệt khẩu. Chúng muốn lấy chìa khóa vàng. Do công đức cao cường, không phải bọn cướp thông thường. Tại vì thần liều chết bảo vệ chìa khóa nên mới bị chúng đánh trọng thương. Theo như những gì khanh nói, có lẽ hung thủ đã biết bí mật của chìa khóa. Khanh có thể nhận ra võ công của chúng rốt cuộc tới từ đâu hay không? Thần không biết. Thần chỉ biết là đêm trước ngày xảy ra sự việc, Bình Tây Dương phủ đã bí mật phái một người tới đây. Nè, thưa ái khanh, Quyển Tâm, mau đi lấy nước. Dạ. Thưa ái khanh, thưa ái khanh. Thưa ái khanh, khanh cứ nằm yên, ổn định rồi nói sao. Cha, nè, cho uống nước đi, cẩn thận. Uống thêm miếng nữa đi. Sao rồi, đã đỡ hơn chưa? Lúc nãy khanh nói Bình Tây Dương phái ai tới? Phái hắn tới làm gì? Lệ Tần nương nương,
Sao người lại ốm đi nhiều vậy? Cầm cũng nhọn hẳn ra. Cha, tại vì con nhớ thương cha mà. Mặc dù hoàng thượng đối xử với con rất tốt, nhưng mà mỗi lần con nghĩ tới cảnh cha đã già nua, bên cạnh lại không có ai chăm sóc cho cha, trong lòng của con thật sự không yên tâm. Nhưng mà ánh mắt của con cũng không giống như lúc trước. Cha lú lẫn rồi. Con đã vào cung nhiều tháng, làm sao còn giống như lúc làm tiểu thư ở nhà? Sắc mặt cũng khác đi nhiều. Mấy hôm nay đi đường xa, con bị nhiễm chút phong hàn. Uống vài thang thuốc sẽ khỏe lại, cha không cần phải bận tâm. Cha! Thư Ái Khanh! Cha! Thư Ái Khanh! Thư Ái Khanh! Lý Thái Y! Cha! Lý Thái Y! Chủ tử, có chuyện mà gì? Mà xem thử, Thư Ái Khanh lại ngất đi rồi. Chủ tử, mạch tượng của ông ấy rất không ổn. Hay là lúc nào cũng có thể... Vậy cứu được không? Thần sẽ cố hết sức. Nhưng mà thưa đại nhân, trọng thương chưa lành, lại tổn thương nguyên khí, khó có thể gặp được chủ tử với lại Tần nương nương. Khó tránh việc xúc động, nói nhiều hơn bình thường, đương nhiên là không cầm cự nổi. Ít nhất nội trong vòng 3 ngày, không được để cho ông ấy bị xúc động thêm nữa, càng không được nói nhiều, nếu không sẽ tổn thương nặng hơn, e rằng sẽ phải bay về trời. Ta biết rồi, quên đi sắc thuốc đi. Tuân lệnh. Lệ Tần nương nương, chủ tử, hay là chúng ta ra ngoài đi, để thư đại nhân một mình ở đây tĩnh dưỡng lấy sức. Lý Đức Phúc, ngươi ở lại đây tận tay chăm sóc chồng ấy. Đi thôi. Thật sự không ngờ tên thư kiến này bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể phát hiện muội có những điểm khác với thư Quyển Tâm. Cũng may là muội đã bỏ thuốc mê vào chung nước của hắn, làm cho hắn bị ngất đi. Quyển Tâm, mau lấy nước tới đây. Dạ. Thư Ái Khanh, Thư Ái Khanh. Nếu không, để hắn hỏi muội thêm vài câu, cho dù muội có thể ứng phó được, Khang Hy cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ. Ta cũng không biết Lục sư phụ đã tìm được thư Quyển Tâm chưa. Cả hai bên đều không được có sơ suất. Nếu không, thân phận của Khuynh Thành sẽ bị lộ ra. Chỉ có mình muội bị bại lộ cũng không sao. Lỡ như với trí thông minh nhạy bén của Khang Hy, hắn nhớ lại những tình tiết nhỏ ở trong cung, hắn sẽ nghi ngờ luôn cả hai người. Thư Quyển Tâm đã giao cho Lục sư phụ lo, còn tên thư kiến này không thể để cho hắn tỉnh lại nữa. Huynh nói vậy là sao? Huynh muốn giết chết thư kiến hả? Không được, muội không đồng ý. Thư kiến không giống Ngao Bái, cũng không giống Lục Đức Chiêu. Lúc thư kiến chưa bị đánh trọng thương, ông ấy dám liều chết dâng mật sớ lên hoàng thượng xin giúp cho dân, quan tốt như vậy mà huynh cũng muốn giết sao? Muội không hiểu quốc gia đại sự, muội cũng không hiểu tại sao các sư phụ cứ đòi khôi phục Đại Minh. Nhưng muội chỉ biết là ở trên thế gian này, hai người với sư phụ là người thân nhất của muội. Nếu mọi người nói chúng ta là con dân Đại Minh, vậy thì muội có trách nhiệm đi theo mọi người. Nhưng nếu như khôi phục Đại Minh thì lạm sát người vô tội, muội kiên quyết không đồng ý. Quan muội, huynh đừng có nói nữa, muội không nghe đâu. Nếu huynh thật sự muốn giết chết thư kiến, muội không nhìn thấy huynh nữa. Đại sư huynh, cho dù vị quan không phản đối, muội cũng thấy không ổn. Dịch quán có biết bao nhiêu tai mắt đều muốn giết thư kiến, thật sự quá mạo hiểm. Sơ sẩy một chút sẽ bị Khang Hy phát hiện kẻ hở, như vậy khác nào mình đã uổng phí công sức. Hay là vậy đi, ta bỏ thuốc rối loạn tâm trí vào trong thuốc của hắn, để cho hắn tạm thời mất đi thần trí. Chờ sau khi sóng yên gió lặng, ta sẽ giúp hắn hồi phục lại. Tới lúc đó, chúng ta không cần giam thư Quyển Tâm trong cốc nữa.
cha con họ sẽ có thể được sum họp. Chuyện này mùa đồng ý. Huynh xem, chỉ cần chúng ta cố gắng suy nghĩ một chút, suy nghĩ cho người khác nhiều hơn, thì sẽ có cách dẹn cả đôi đường. Nhưng mà nếu muốn Thư Kiến cũng mất trí giống như Ngao Bái, không để ai phát giác, thì độ khó sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng vì không muốn cho muội thất vọng, ta sẽ mạo hiểm một phen. Nhị công tử, bổn không sai nghe Thư đại nhân nói, vào đêm trước khi xảy ra vụ việc, Bình Tây Dương gia từng cho người tới tìm huynh. Đúng vậy, đêm trước khi có chuyện, Phụ Dương đúng là có cho người tới tìm. Là tại vì chúng tôi vừa ra khỏi địa phận Vân Nam thì đã gặp phải bọn cướp, trong đó đặc sản Vân Nam do Phụ Dương tôi tiến cống và một số món đồ có giá trị đã bị bọn cướp lấy đi. À, Phụ Dương tôi rất tức giận nên mới cho người đến đây để hỏi cặn kẽ. Tôi với Thạch phó tướng đã kể hết đầu đuôi sự việc, họ liền trở về Điền Đô để phục mệnh. Sao vậy, Long đại nhân có thắc mắc gì sao? À, không có thắc mắc gì, bổn khâm sai chỉ tiện miệng hỏi thăm thôi. Không biết khâm sai đại nhân còn muốn hỏi gì không? Ừ, không có. Vậy thì chức xin được cáo lui. Được. Trước khi Thư Kiến gặp mặt Ngô Ứng Kỳ, Ngô Ứng Kỳ có gặp cướp thật, họ cũng có bẩm lên triều đình. Vì vậy ta mới sai Thư Kiến hộ tống họ vào kinh. Nhưng mà mình Tây Dương phái người tới, chẳng lẽ thật sự chỉ vì số vàng bạc châu báu đó sao? Ngài nghĩ sao? Chủ tử, có phải người nghi ngờ Thích Khách Hành Thích Thư tổng binh liên quan Bình Tây Dương không? Nhưng mà nếu như Bình Tây Dương đã biết bí mật của chìa khóa vàng, vậy thì cần gì phái con trai của mình đưa chìa khóa vàng vào kinh thành, sau đó mới sai người đi cướp lại giữa đường chứ? Vậy thì ngài nghĩ ai khả nghi nhất? Di thần cho rằng tên Lưu Đức Chiêu là do Ngao Bái một tay đề bạt. Ngao Bái gian tra xảo quyệt, liệu có khi nào Ngao Bái giả bộ bẩm lên hoàng thượng bí mật của chìa khóa vàng, sau đó lại âm thầm sai người âm thầm đi cướp lại? Chủ tử, Thư Kiến đại nhân đã chết rồi. Nô tài nghe theo lời dặn của chủ tử, canh chừng bên ngoài phòng của Thư đại nhân, ngay cả con ruồi cũng không thể bay vào được. Nhưng mà đến lúc nửa đêm, nô tài thấy vô cùng đau bụng, không kịp chờ người đến gác thay nên đã đi mau xí, chưa tới thời gian uống một chung trà. Sau khi quay lại thì Thư đại nhân đã... Thi thể vẫn còn mềm, quả thật chỉ mới vừa mất. Phụ thân. Nương, khâm sai đại nhân đang đứng bên cạnh. Phụ thân. Lý Thái Y, trước giờ cơm tối ta có kêu huynh tới thăm ông ấy, mạch tượng của ông ấy lúc đó rất ổn định mà. Lúc đó quả thật có khởi sắc, nhưng không biết sao, tại sao đột nhiên lại... Sao vậy? Có phát hiện gì sao? Trên người của Thư đại nhân có mùi của sâm liêu sơn, nhưng mà trong phương thuốc của ty chức lại không có thứ này. Sâm liêu sơn? Nó có độc à? Thuốc này không độc, nhưng mà Thư tổng binh đang bị trọng thương chưa khỏi, lúc này mà dùng thuốc đại bổ trái lại sẽ lấy mạng ông ấy. Ý huynh muốn nói là Thư đại nhân bị hạ độc đúng không? Có thể nói vậy. Thư đại nhân liều chết để cứu giúp dân, nếu có người hại chết ông ấy, vậy thì người đó là kẻ bất phân trắng đen, điên cuồng độc ác. Chủ tử, ty chức đã hạ lệnh bắt hết tất cả mọi người đang ở trong dịch quán này. Được, ngài lần lượt tra hỏi, chỉ cần có ai khả nghi thì bắt hết vào đại sảnh, lát nữa ta sẽ đích thân thẩm vấn. Dạ.
Trương ca ca, huynh làm muội thất vọng quá. Quan muội, không phải là do huynh giết. Không phải huynh giết, không phải huynh giết thì là người nào giết? Vậy chẳng lẽ muội không tin ta tới vậy sao? Đêm nay ta bỏ chút thuốc sổ vào trong cơm của thúc phụ, chờ ông ấy đau bụng đi mau xí. Ta đang định âm thầm lẻn vào phòng của thư ký cho hắn uống mê hồn đơn, không ngờ ta lại phát hiện. Sao tự nhiên đau bụng lúc này? Sao ngờ gác thai vẫn chưa tới vậy kìa? Họ chịu nổi rồi, tao phải đi giải quyết trước kìa đã. Người giết thư ký trước huynh sao? Không sai. Hơn nữa người đó chúng ta đều biết, đó là dịch thừa của dịch quán. Dịch thừa? Tại sao dịch thừa muốn giết chết thư ký? Muội vẫn không tin ta sao? Khang Hy nói gì muội cũng tin, nhưng ta nói thì muội lại không tin. Không phải đâu mà, huynh khoan nổi giận đã. Bây giờ nghe huynh nói như vậy, muội cảm thấy yên tâm rồi. Huynh biết không, nếu gì muốn khôi phục Đại Minh mà huynh trở nên độc ác, bất chấp mọi thủ đoạn, muội sẽ cảm thấy rất buồn, rất thất vọng đó. Muội yên tâm, khôi phục Đại Minh là trách nhiệm cả đời của ta. Ta không thể trốn, chỉ biết làm hết sức mình. Nhưng mà trong lòng ta, ta luôn đặt muội ở vị trí quan trọng nhất. Trương ca ca thà là chết, quyết không làm muội thất vọng, để muội hận ta. Trương ca ca, huynh đừng nhìn muội như vậy được không? Huynh nói mấy câu này với muội là muội cảm thấy rất áp lực. Muội đừng cảm thấy áp lực, đó là tấm lòng của ta. Còn về tấm lòng của muội đều nghe theo ý muội, ta không miễn cưỡng. Vậy huynh nghĩ tại sao dịch thừa muốn giết chết thư ký? Sớm không giết, muộn không giết, mà giết ngay lúc này. Ta cũng không biết. Khang Hy đã sai sách nghịch đồ thẩm vấn tất cả mọi người. Tuy ta không thể nào ra mặt chỉ tội dịch thừa, nhưng mà dịch quán này rất nhỏ, đã bị sách gạch đồ, thống lĩnh đại nội thị vệ âm thầm bao vây, người ngoài không thể bước vào. Nếu muốn điều tra kẻ nào khả nghi đi lại trong đêm, không phải là chuyện khó. Thôi chết, Phan tỷ tỷ và Diệp ca ca còn ở trong dịch quán, có khi nào họ bị sách gạch đồ xem là nghi phạm hay không? Tiểu sư muội, bọn ta không sao hết, yên tâm đi. Phan tỷ tỷ, Diệp ca ca không sao là tốt. Tiểu sư muội, đại sư huynh, chúng ta lại gặp nữa rồi. Diệp sư đệ, vòng tay để tặng cho quan muội rất đẹp, ta phải đa tạ đệ. Đúng ra ta bảo muội ấy đeo vào tay, đừng phụ tấm lòng của đệ, nhưng muội ấy lại không chịu đeo. Vì vậy Diệp ca ca, muội đang là nha hoàn của Khâm Sai đại thần, cho nên trên người muội không được đeo đồ quý giá. Nhưng mà huynh yên tâm, muội đã cất chiếc vòng đó vào một nơi vô cùng an toàn rồi. Không đeo cũng không sao mà, cất kỹ là được rồi. Đại sư huynh à, sách ngạch đồ đã tìm muội hỏi chuyện, có Ngô Ứng Kỳ ra mặt, hắn cũng không làm khó muội được. Vậy thì tốt. Nếu không nằm ngoài dự đoán của ta, Khang Hy sẽ nhanh chóng điều tra ra dịch thừa hạ độc. Không phải, người giết thư kiến thật sự không phải là thừa dịch. Thư kiến đã có khởi sắc, chắc chắn là Ngô Ứng Kỳ và Thạch Thanh Hồng không muốn như vậy. Và đúng lúc phòng của sư tỷ là nằm đối diện phòng của hai người họ, vì vậy tối nay để kêu sư tỷ để ý một chút xem họ có động tĩnh gì không. Muội vẫn luôn quan sát căn phòng đó, kết quả phát hiện Thạch Thanh Hồng đã lẻn ra khỏi phòng.
Tên hắc y nhân đó chính là Thạch Thanh Hồng. Chẳng lẽ tối nay người muốn vào phòng của Thư Kiến, ngoài ta và Dịch Thừa còn có Thạch Thanh Hồng? Đúng vậy. Đại sư huynh, chúng ta nên nhân cơ hội này khơi dậy mâu thuẫn giữa Khang Hy với Ngô Tam Quế. Đúng là cơ hội tốt. Diệp sư đệ, đây là người tâm tư cẩn mật, suy nghĩ chu đáo. Nếu đệ đặt hết mọi tâm tư vào đại nghiệp khôi phục lại Đại Minh, ta tin rằng cha đệ và sư phụ nhất định sẽ rất vui. Đệ biết rồi đại sư huynh. Đệ sẽ dứt bỏ tạp niệm, một lòng lo cho đại nghiệp. Tốt. Mong rằng đệ nói được làm được. Chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện đâu. Sách Ngạch Đồ đã trói mọi người trong dịch quán lại, chờ Khang Hy tới thẩm vấn. Mùi với Diệp sư đệ cũng phải mau chóng trở về phòng. Hai người cũng mau chóng trở về nghe thẩm vấn đi. Được, mọi người cẩn thận. Đi. Đi. Cẩn thận nha. Không sao, đại nhân minh xét. Tiểu nhân chỉ đi ngang qua phòng thư đại nhân, thấy ngoài cửa không ai canh gác nên không yên tâm, mới vào trong phòng coi thử. Sao lại là tiểu nhân giết thư đại nhân được? Ngươi còn dám xảo biện? Bổn quan đã hỏi vô cùng rõ ràng, trong phương thuốc của Lý Thái Y không hề có sâm liên sơn. Ngươi ở hiệu thuốc cũng đã chứng thực, chiều nay quả thật ngươi có mua loại thuốc này. Người trong dịch quán cũng thấy người nửa đêm âm thầm vào phòng bếp. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, tiểu nhân thấy thư đại nhân dạo này sức khỏe suy yếu, muốn tẩm bổ cho ông ấy. Tiểu nhân cũng không biết là trong thuốc này có thể giết người như vậy. Tới bây giờ người vẫn muốn chối cãi? Người tưởng bổn quan dễ bị gạt có phải không? Một tên Dịch Thừa nhỏ nhoi sao lại có gan muốn mưu sát mệnh quan triều đình? Nhất định có người sai khiến. Tốt nhất hãy khai thật ra, không chừng ta có thể tha mạng. Hồi bóng đại nhân, tiểu nhân bị quan. Đúng là tiểu nhân có bỏ sâm liên sơn trong thuốc, nhưng mà thưa đại nhân, không phải chết trong tay của tiểu nhân. Tối hôm đó, tiểu nhân bưng chén thuốc tới phòng của thư đại nhân. Thạch Thanh Hồng, thì ra là ngươi. Tên hung thủ thật sự cũng giống như tiểu nhân, dùng sâm liên sơn giết người. Tiểu nhân nghe thư đại nhân trước khi chết chính miệng gọi danh tính của tên hung thủ, chính là Thạch Thanh Hồng. Khốn kiếp, người ngậm máu phun người. Không sai đại nhân, tối nay Ty Chức luôn ở trong phòng với công tử, đánh cờ với công tử. Chuyện này công tử có thể làm chứng cho Ty Chức. Đúng vậy, không sai đại nhân, tối nay Thạch Thanh Hồng luôn ở trong phòng đối ẩm với tôi. Cho đến khi nghe được tin thư đại nhân qua đời, chúng tôi mới cùng nhau bước ra. Khâm sai đại nhân, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Thạch Thanh Hồng là người của Ty Chức, chuyện này liên quan tới thanh danh của Bình Tây Dương phủ. Phụ dương tôi xưa nay hiếu trung với triều đình, trung với hoàng thượng. Ngô Ứng Kỳ cũng được phụ dương dạy bảo, luôn một lòng giữ lòng trung đối với hoàng thượng triều đình. Giả mong khâm sai đại nhân minh xét. Mời nhị công tử ngồi, bổn quan tự có phán định. Thạch Thanh Hồng, nếu đêm nay người với công tử luôn ở trong phòng của công tử, vậy thì người nào có thể làm chứng? Không có ai khác. Nếu trong phòng không có ai, vậy thì ai biết huynh có bào che cho hắn hay không? Vị cô nương này hình như có ý chống đối tại hạ. Không được vô lễ. Bình Tây Dương là trụ cột quốc gia, hiền thần trong triều, không được suy đoán lung tung. Dịch Thừa thì khác. Tuy ngươi thừa nhận có động cơ giết người, nhưng rốt cuộc ai đã sai khiến ngươi làm như vậy? Không ai sai khiến. Tại tiểu nhân với thư đại nhân có mối thù riêng. Thư đại nhân làm quan tam phẩm, ngươi chỉ là một Dịch Thừa, e là ngay cả tư cách sách dạy cũng không có, làm gì có mối thù riêng chứ? Không giấu đại nhân, thư đại nhân từng vì chút việc nhỏ đánh cho tiểu nhân một roi, tiểu nhân ôm hận trong lòng. Nhưng mà thư đại nhân không phải do tiểu nhân giết. Kính mong đại nhân thẩm vấn Thạch Thanh Hồng đi. Đủ rồi, Bình Tây Dương phủ không qua lại với ngươi. Sao ngươi lại đổ thau nước bẩn này lên đầu bọn ta vậy chứ? Tiểu nhân đã rõ ràng nghe được thư đại nhân gọi tên của ngài trước khi chết kia mà. Tiểu nhân không có nói dối đâu. Ngươi Thạch Thanh Hồng, không được lỗ mãng.
Khâm sai đại nhân tự có công đạo. Dịch thừa, ngươi chỉ là một tên dịch thừa nhỏ nhoi, đâu có gan mưu hại Mệnh Quan triều đình. Tốt nhất ngươi hãy ngoan ngoãn khai tên chủ mưu ra. Nếu ngươi không nói, ngươi sẽ thêm một tội nữa, liên lụy người nhà ngươi. Đại nhân, tiểu nhân đúng là bị sai khiến, nhưng không thể nói ra. Nếu không, người nhà của tôi đều sẽ bị bất mãn. Tiểu nhân có tội, nhưng người nhà thì vô tội. Đại nhân, hãy để tiểu nhân dùng cái chết để tha tội. Hắn để thuốc độc chiến huyết phong hầu dưới lưỡi, nếu thấy không ổn sẽ cắn dở để tự tử. Tối hôm nay người ta thấy là dịch thừa, nhưng người đi trước dịch thừa là Thạch Thanh Hùng. Xem ra người muốn hại thư kiến có lẽ có ba phe. Chủ tử, Lý Thái Y cũng ở đây à? Lệ Tần nương nương đau lòng quá độ, tôi đến để bắt mạch cho nương nương, kê phương thuốc điều dưỡng cơ thể. Quyển Tâm, nàng cũng đừng quá đau buồn. Tuy cha nàng đã mất, nhưng ta sẽ chăm sóc nàng cả cuộc đời. Còn hậu sự của cha nàng, nàng có ý gì hay không? Cứ việc nói với ta. Thần thiếp không có ý kiến gì, mọi việc chỉ nghe theo lời của chủ tử. Được, ta quyết định sáng sớm ngày mai sẽ hộ tống linh cữu cha nàng về Thái Nguyên phủ. Tuy trong cung quy định phi tần trong hậu cung không được khoác áo tang vì người thân mình, nhưng mà đây là ngoài cung, ta cho phép nàng mặc áo trắng để tròn đạo hiếu. Đợi sau khi hồi cung, ta sẽ truy phong cha nàng làm tòng nhất phẩm, an ủi linh hồn của cha nàng. Tạ ơn chủ tử. Nè, Long tiểu đệ, người nhất định phải trả thù cho ông ấy mới đúng. Thạch Thanh Hồng mà dịch thừa nói chính là thị vệ cận thân của Ngô Ứng Kỳ. Nói nhỏ thôi, coi chừng có người nghe lén. Ta cũng nghi ngờ người này là Ngô Tam Quế, nhưng mà người này vô cùng gian trá xảo quyệt, rất có thể hắn có đưa gian tế đến cạnh Ngao Bái. Không chừng sau khi đưa chìa khóa đi mới biết bí mật của chìa khóa, rồi sai phái thuộc hạ đuổi theo lấy về. Nhưng Ngô Tam Quế binh mã hùng mạnh, hùng bá một phương, ta chưa muốn bứt dây động rừng. Hèn gì chủ tử giúp hắn qua quýt chuyện này. Dư đảng Ngao Bái và Ngô Tam Quế đều là mối họa của ta, nhưng mà bệnh nặng không thể dùng thuốc khẩn cấp. Chủ tử, cái chết của Thừa Tổng Binh và vụ tham ô trong vùng Sơn Tây không thể điều tra rõ ràng trong thời gian ngắn được. Để đảm bảo an toàn, hay là chủ tử sớm ngày về kinh thành, sau đó để ty chức cùng với Lễ Tần nương nương hộ tống linh cữu của Thừa Tổng Binh, người thấy có được không? Sách đại nhân nói rất đúng. Chủ tử, người sớm ngày hồi kinh đi. Được rồi, ta biết các người lo cho an nguy của ta, nhưng từ sau khi xuất cung, những gì ta thấy xưa nay ta chưa từng biết. Những thứ trên sớ có hạn, ta muốn tiếp tục ở lại Sơn Tây thêm vài ngày, thị sát dân tình nhiều hơn. Nhưng chủ tử à, tình hình bây giờ thật sự quá phức tạp, lỡ như có gì bất trắc, e là ty chức không gánh vác nổi. Thân là thiên tử, mối đe dọa lớn nhất không phải sự ám sát của bọn trộm cướp, mà là không có khả năng trị lý tốt cho quốc gia, làm bá tánh luôn cầu mong mình chết. Ta không thể sống trong thâm cung cả đời, chỉ trị lý thiên hạ bằng tấu sớ. Mặc dù tới đây thị sát chân tình sẽ có chút nguy hiểm, nhưng mà ta cảm thấy xứng đáng và cũng nên làm. Long tiểu đệ nói hay lắm, tôi ủng hộ người. Sau này cho dù người có quyết định gì, lão đại này sẽ liều mạng bảo vệ người. Tóm lại Long tiểu đệ từng nói khoác không cần phải nộp thuế mà. Lão đại, tuy sức của lão đại có hạn, nhưng tấm lòng lại đáng khen. Ta nhận tấm lòng của lão đại. Chủ tử thẩm án suốt đêm, trời cũng sắp sáng rồi, chủ tử nghỉ ngơi sớm đi,
giữ gìn long thể mới quan trọng. Ta đâu thể yên giấc được. Trời sáng chúng ta sẽ xuất phát. Dạ.